Thực tình thì cái kiếp học sinh ấy mà, đứa nào mà chẳng ít nhất một lần ca tụng và tâm đắc cái câu kiểu như là học không chơi thì đánh rơi tuổi trẻ, đúng không các bạn? Chính vì thế mà đến lúc đi thi á, đứa nào đứa nấy cứ gọi là mắt la mày lém, nhìn bài đứa bên cạnh rồi hỏi đứa bàn bên dưới. Tuy nhiên là tớ không nói tất cả, nhưng cũng chiếm phần đa trong số tất cả các bạn học sinh. Chính vì vậy mà rất nhiều giáo viên đã nghĩ ra những cách chống gian lận vô cùng hài hước và bá đạo để đối phó với lũ tiểu yêu này. Bạn có tò mò đấy là những cái gì hay không? Và ngay sau đây hãy cùng chúng mình khám phá nhé! 7 cách chống gian lận thi cử bá đạo nhất ở trên thế giới. Và đầu tiên chúng ta hãy cùng đến với một series những cách chống gian lận thi cử và bá đạo tại Thái Lan nhé! Thứ nhất, đeo hộp các tông. Nhắc đến đeo hộp các tông thì chắc chắn nhiều bạn sẽ nghĩ ngay đến Marshmallow, một ngôi sao DJ nổi danh thế giới. Nhưng không ai biết danh tính thực sự của anh là ai. Nhưng các bạn ạ, nhân vật mà tớ nói đeo hộp các tông ở đây không phải là Marshmallow, mà là đám họ hàng nhất quỷ nhì ma kia. Cụ thể là các học sinh đang ngồi làm bài thi tại Thái Lan. Ôi giời ơi, người ta bảo nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò quả không ngoa một tí nào. Bởi học sinh thì tuổi trẻ tài cao nên lúc nào cũng nghĩ ra đủ các chiêu trò tinh danh bá đạo để gian lận trong thi cử. Chính vì thế mà để nghĩ ra những phương pháp trừng trị bọn này rất là khó luôn. Nhưng các bạn cũng biết rồi đấy, vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, còn móng tay mà nhọn quá thì lại có bấm móng tay. Chính vì thế mà các thầy cô tại Thái Lan đã nghĩ ra ngay một sáng kiến đơn giản, hay là cho học sinh đội mấy cái thùng cắt tông lên đầu. Một suy nghĩ quá là hợp lý luôn, vừa tiết kiệm lại vừa dễ kiểm soát đầu ra, đầu vào và cả đầu của học sinh luôn. Chính vì thế mà sáng kiến vĩ đại mang tầm vóc quốc tế này đã được áp dụng cho các kỳ thi của học sinh tại Thái Lan. Mặc dù thì ai nhìn thấy cũng buồn cười thật đấy, nhưng không ai có thể tưởng tượng nó lại đem lại hiệu quả bất ngờ. Chính vì thế mà ý tưởng này đã vươn tầm quốc tế, không chỉ riêng Thái Lan mà một số quốc gia khác cũng áp dụng cách làm tương tự như này trong các kỳ kiểm tra quan trọng. Không biết là bao giờ Việt Nam chúng ta mới áp dụng cái phương pháp này nhỉ? Nếu mà áp dụng phương pháp này thì hài hước phải biết đây cho mà xem. Mà tiện đây cho mình hỏi là thầy cô ở trường của các bạn thì dùng phương pháp gì để chống quay cóp? Hãy comment ngay cho phía bên dưới nhé! Đấy, các bạn có thấy không? Thầy cô nào mà chẳng phải trải qua thời học sinh, thế nên đừng có mà cố gắng múa rìu qua mắt thợ làm gì. Dù có tinh danh đến mấy đi chăng nữa, thì bạn cũng không lọt khỏi con mắt của tử thần được đâu. Và đây cũng chỉ mới là một trong số những cách trừng trị đội tiểu yêu thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với pha xử lý khá là công kênh của giáo viên tại Thái Lan đấy nhá. Đội mũ chống quay cóp. Nếu mà cảm thấy đội hộp các tông mà hơi nặng đầu mà lại không được mốt xì tai cho lắm ấy, vậy thì cải cách chúng để tạo thành những chiếc mũ bảo hiểm chống gian lận xem sao. Mà tiết lộ cho các bạn một tin là cách chống gian lận trong thi cử này không phải do thầy cô hay là giám thị nghĩ ra đâu đấy nhá. Đây là sáng kiến của những thanh niên đến từ trường đại học Kasetsart của Bangkok, Thái Lan đã nghĩ ra. Họ gấp những tờ giấy A4 lại thành những cái mũ không đụng hàng và thả xuống hai bên đầu để mắt khỏi liếc ngang liếc dọc. Tuy nhiên, ngay sau khi một bức ảnh về quang cảnh phòng thi có phần kỳ dị này được đăng tải thì lại vấp phải không ít sự phản đối của dư luận. Và cụ thể tại năm 2013, tạp chí Telegraph đã đăng tải bài báo nói rằng trường đại học Kasetsart của Bangkok, Thái Lan yêu cầu sinh viên của mình đội những chiếc mũ bảo hiểm chống gian lận làm bằng bìa các tông hết sức là thô sơ trong các kỳ thi giữa và cuối kỳ. Điều này đã làm dấy lên rất nhiều những bình luận trái chiều từ cư dân mạng. Có người thì cho rằng sáng kiến rất là vui và thú vị, nhưng cũng có nhiều người bảo đó là sự sỉ nhục với các sinh viên. Vậy còn các bạn thì sao? Các bạn thấy phương pháp này như thế nào? Thú vị hay là đáng lên án? Hãy nêu suy nghĩ của bạn xuống phía bên dưới nhé! Và để đáp lại cái sự tranh cãi của mọi người, ban giám hiệu nhà trường đã cho biết rằng đây là biện pháp do các em học sinh và giáo viên cùng nhau đề ra để chống gian lận trong thi cử và không có học sinh nào cảm thấy không vừa lòng vì chuyện này cả. Không biết nếu mà thầy cô ở Việt Nam mà áp dụng cái phương pháp này thì sao nhỉ? Chắc là cũng sẽ hiệu quả lắm đây cho mà xem. Còn nếu mà bạn nghĩ vẫn chưa hiệu quả ấy, thì hãy đến tiếp với phương pháp sau đây xem, đảm bảo các bạn sẽ auto sợ chạy mất dép luôn. Và thứ ba đó là che ô khi làm bài thi. Nắng đã có mũ, mưa đã có ô, câu này đã đi vào huyền thoại và trở thành thương hiệu của đội bán ô. Tuy nhiên bạn có biết rằng ô là ngoài được dùng để che mưa che nắng, nó còn trở thành phương tiện để chống gian lận trong thi cử hay không? Có thể là các bạn thấy lạ đúng không? Vậy mà ở Thái Lan có người lại nghĩ ra ý tưởng chẳng giống ai như thế này để áp dụng cho học sinh của mình nhé. Cụ thể là tháng 12 năm 2016, một thầy giáo tại tỉnh Champa của Thái Lan đã nảy ra ý tưởng ngăn chặn các hành vi gian lận trong thi cử của học sinh. Theo đó thì các thí sinh trung học buộc phải che ô và ngồi dưới đó làm bài. Theo như thầy giải thích thì việc che ô sẽ khiến các học sinh không thể chỉ nhìn bài nhau. Hơn nữa là những chiếc ô đầy màu sắc sẽ giúp cho không khí của buổi thi bớt căng thẳng, tăng hiệu quả thi cử hơn rất nhiều. Ôi trời, sao mình nghe thấy có cái gì đó sai sai nhỉ?
Theo các bạn thì liệu hiệu quả của bài thi có tốt hơn hay không khi mà học sinh cứ mãi giữ ô đến mỏi cả tay? Nói chứ không phải vừa chật chội lại còn vừa lụp sụp thế này khó chịu bỏ sư ra ấy. Gì chứ cách này thì tớ xin phép được giơ cả hai tay hai chân lên phản đối luôn. Còn các bạn thì thấy sao? Có bạn nào có suy nghĩ giống với mình như vậy hay không? Và tiếp theo sẽ là cách chống gian lận mà tớ nghĩ nếu áp dụng thì học sinh có mà chạy đằng trời luôn. Và thứ tư là sử dụng flycam để quan sát. Ô, trước tiên cho mình hỏi là mọi người có biết flycam là gì không đã nào? Thôi được rồi, để mình giới thiệu sơ sơ qua về em nó đã nhá. Không có nhiều thánh thì cái gì cũng biết, chỉ có mỗi flycam là không biết lắm. Thì các bạn cứ hiểu đơn giản như thế này. Flycam là một loại thiết bị bay không người lái có thể lắp camera để quay phim hoặc là chụp ảnh từ trên cao. Và nó được điều khiển từ xa bằng trình điều khiển riêng biệt hoặc có thể kết nối vào điện thoại, máy tính bảng để điều khiển qua sóng wifi. Túm cái váy lại là với cái máy này á, thì nhất cử nhất động của bạn nó đều quay lại được hết, là đừng hòng mà đòi ngó ngang ngó dọc các bạn nhé. Thế mà ở Bỉ thì giáo viên tại Đại học Thomas More ở thành phố Antwerp đã sử dụng loại thiết bị này để giám sát thí sinh trong các kỳ thi. Với thiết bị tân tiến này, giáo viên chỉ cần ngồi một chỗ và điều khiển thiết bị bay để giám sát mọi hành vi, cử chỉ của các thí sinh. Đấy, đúng là hiện đại quá cũng hại học sinh phết các bạn nhỉ. Cứ nghĩ đến cảnh chiếc máy quay kia nó quay đến từng cử chỉ của mình thì đến ngoáy mũi cũng không dám, chứ nói gì đến hỏi bài đúng không? Và bây giờ là một phương pháp mà ngay cả Việt Nam cũng áp dụng đấy nhá. Và thứ năm đó là ngồi cách xa nhau. Như các bạn cũng biết thì ngay cả ở Việt Nam, trong mỗi kỳ thi học sinh đều phải rất là vất vả ôn tập và thực hiện những quy chế thi nghiêm khắc, ví dụ như là chia phòng, chia tên hay là ngồi cách xa nhau. Tuy nhiên các bạn có biết rằng ở tại Trung Quốc thì họ cũng áp dụng phương pháp ngồi cách xa nhau như vậy hay không? Bạn đừng vội nghĩ nó như bình thường, bởi ở Trung Quốc họ ngồi cách xa của họ là xa thật, đúng theo nghĩa đen, chứ không phải là đầu bàn cuối bàn như chúng ta vẫn hay ngồi đâu. Tại sao ư? Trung Quốc vốn là một trong những quốc gia quyết liệt nhất ở trong việc ngăn chặn cái nạn quay cóp thi cử. Ở quốc gia này thì một đạo luật đã được thông qua cho phép bất cứ ai cố gắng sao chép trong kỳ thi tuyển sinh trung học hoặc là đại học sẽ bị kết án tù luôn. Đấy, có thể là bạn đang cười khẩy vì chả có ai mà lại đi tù vì quay bài cả. Tuy nhiên bạn đã thử tìm hiểu bao giờ hay chưa? Pháp luật Trung Quốc quy định gian lận ở trong thi cử, cụ thể là trong kỳ thi trung học phổ thông, có thể bị kết án đến 7 năm tù giam ở Trung Quốc. Chính vì vậy, có rất nhiều phương pháp ngăn chặn gian lận được đưa ra, trong đó có thể kể đến là sắp xếp bàn ghế cách xa nhau, các giáo viên đưa ra ý tưởng cho học sinh làm bài kiểm tra ngoài trời, ngay trên sân trường và giáo viên sẽ đi lại liên tục để giám sát. Và bây giờ sẽ là phương pháp mà học sinh nào cũng phải sợ chết khiếp luôn đấy nhé. Giám sát qua camera. Với phương pháp này thì chẳng cần nói đi đâu xa, vì ở ngay Việt Nam hiện nay cũng đã có rất nhiều trường áp dụng rồi. Gần giống với phương pháp dùng flycam quan sát, camera cũng sẽ quan sát được nhất cử nhất động của các bạn khi làm bài kiểm tra. Nghĩa là lúc này bạn cứ việc làm bài, giáo viên chỉ việc ngồi xem, còn lại tất cả đã có camera lo. Và thậm chí lúc này một cô cũng thể coi được 3-4 phòng thi. Đây có lẽ là thiết bị gây ác mộng nhất với học sinh, vì trắng đen rất rõ ràng, bạn không thể chối cãi được nếu làm sai. Và bạn cũng sẽ không còn nỗi lo canh cánh, còn bàn bên ngoảnh ngược ngoảnh xuôi đến gãy cả cổ mà cô không nói gì. Mình mới chỉ có nháy mắt thôi mà cô đã phát hiện ra rồi ấy chứ. Đấy, bạn thấy phương pháp này như thế nào? Rất là công bằng trong thi cử và là phương pháp hay nhất trong tất cả các phương pháp mà tớ vừa liệt kê ở trên phải không? Không biết các bạn thế nào, chứ mình là mình rất là ủng hộ phương pháp này luôn. Bạn nào mà cùng ý kiến với mình thì comment ở phía bên dưới nhé. Và cuối cùng đó là sử dụng AI để chống gian lận thi cử. Để chống gian lận thi cử thì nhiều quốc gia trên thế giới đã áp dụng các biện pháp liên quan đến công nghệ, sử dụng thuật toán AI, nhận dạng vân tay. Trong kỳ thi Gaokao 2020 của tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, họ đã áp dụng trí tuệ nhân tạo AI ở trong việc giám sát thí sinh. Được biết, đây là lần đầu tiên mà công nghệ AI được áp dụng trong việc chống gian lận thi cử tại tỉnh này. Theo Global Times, AI sẽ phân tích hành vi và nét mặt của thí sinh và tìm ra những người có biểu hiện đáng ngờ. Qua đó thì giám thị sẽ nhanh chóng khoanh vùng và thực hiện kiểm tra các đối tượng khả nghi. Hệ thống có thể nhận ra hành vi gian lận điển hình và nâng cao hiệu quả của việc giám sát. Bà Lưu, kỹ thuật viên phụ trách công tác dữ liệu tại Sở Giáo dục tỉnh Liêu Ninh đã chia sẻ với China News Service. Thời kỳ dịch bệnh, do ảnh hưởng của Covid-19, Đại học Quản lý Singapore và Học viện Công nghệ Singapore đã tổ chức thi online. Theo The Straits Times, để tránh tình trạng gian lận, trường áp dụng trí tuệ nhân tạo AI để quản lý sinh viên. Cụ thể thì quá trình làm bài sẽ được ghi lại bằng webcam. Thuật toán AI sẽ quan sát từng chuyển động mắt để ngăn chặn sinh viên gian lận. Trước khi thi, trình duyệt web trên máy tính sẽ bị khóa, do đó sinh viên sẽ không thể truy cập Internet hoặc chụp màn hình máy tính.
Ngoài ra, thí sinh cần gửi trước một đoạn video quay lại vị trí thi để đảm bảo không có tình trạng bất thường xảy ra trong quá trình làm bài.